mình chưa đủ sức để mà chống đụng giống vô như mình. là mình nghĩ, mình lúc đó trong đầu em nghĩ hoang mang vì nghĩ mình đi không được nữa, chắc mình không giống như những cô gái khác á. Cái xong sao chiều tới chiều tối tối ông ngồi lên trên cái giường, em cũng ngồi ở đó, thế thì mân mê sao nắm lấy được cái tay em vậy. Trời trời, đàn ông gì mà nắm lấy tay em mà cái tay nó cứ nói, em nói nó lạnh dã man luôn. Dùng đúng không? Em mới nói chứ sao anh, nói anh thương em mà từ sáng giờ em đâu có thấy anh thể hiện gì đâu anh. Trời, nói vậy sao mà dùng hết sức lực đàn ông hay sao á, sức hàng mồ hôi. Trời, bỏ cái đó bên này để anh. Trời ơi, mới gặp nha, rất vui vì được gặp lại hai em. Chị một biết không, mới vừa gõ cửa thăm nhà hai vợ chồng này ở dưới Tiền Giang. Một cái câu chuyện tình yêu của họ rất là hay nghe chị. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Thường. Em là Nguyễn Thị Minh Lý, công việc của em là vận động viên bơi lội. Bây giờ em làm việc là ở cả lại Tiền Giang, nhưng mà khi mà bơi và thi đấu là em làm ở Tân Bình. Bây giờ vẫn còn làm vận động viên bơi lội dạ, luôn? Dạ, vẫn còn chị. Và kế bên đây là anh xã của em. Rồi, mời em. Dạ, chào chị Hồng Vân. Dạ, chào anh Quốc Thượng. Xin chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hoàng Anh, năm nay em 41 tuổi. Hiện tại là công việc của em là huấn luyện viên bơi của người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. Hai vợ chồng bây giờ nói cho anh chị nghe cũng như là chương trình biết cái câu chuyện tình yêu của hai bạn, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau như thế nào, rồi trải qua cái mối tình nó ra sao. Lúc em đi thi đấu và anh là huấn luyện viên của đội Cần Thơ, là anh đưa quân lên Sài Gòn thi. Nhưng mà lúc đó là em trong đội của anh luôn hay là hôm đó mới gặp nhau? Em là của trực thuộc Tân Bình. Vì em là vận động viên nên là lúc đó em ở dưới hồ. Anh là huấn luyện viên, anh đẩy một vận động viên. Nhưng huấn luyện viên là tới bây giờ em mới biết. Chứ còn ngày đó em tưởng ổng là tình nguyện viên. Thì nghĩ ổng là tình nguyện viên nên mình mới ngắm nghía. Nhưng mà lúc chứ đó còn nếu mà là huấn luyện viên là mình không bao giờ mình để mắt tới. Nhưng mà lúc đó ổng có bề ngoài, ổng có đẹp trai không? Ngày xưa có nhiều muối lắm, sáu muối rồi giờ chỉ gom lại còn con muối à. Sao lý? Nói chung là chị biết trong cuộc đời em á, làm rất thích màu tím. Mà vô tình ông này là bữa đó ông cũng bận cái áo màu tím. Rồi cũng bỏ áo vô thùng rồi nhìn bảnh trai lắm. Đang bơi mà nói với con bạn, ê giờ tao thích ông đó rồi mà làm sao để tao quen ổng ngoài như vậy. Đây là trường hợp này ném về bị sấm sét rồi. Còn em có nhìn thấy cô ấy liền không? Em thì lúc đó chưa nhìn thấy. Lo nhìn là cái cô mà đẩy xe đúng không? Đúng rồi. Tập trung vô chuyên môn thôi. Xong rồi cũng đi ngang một cái nhóm vận động viên gọi là cái nhóm mà lộn xộn đó. Thì trong đó nó mới phát hiện ra là có một cô bé rất chi là, nói chung là mặt mày thì sáng, dễ thương. Xong rồi mình cũng gật đầu, mình cao rồi mình cũng cười. Mình lịch sử mà. Hết cái giải đó, khi mà về á thì mẹ của bà xã em á bắt đầu có gian xe về. Thì lúc đó em có xin cái số điện thoại. Bao lâu thì hai đứa mới gọi điện thoại cho nhau? Ai tự ông này ông gọi thời điểm đó em là người gọi trước. Thì em chỉ gọi hỏi thăm thôi. Rồi bây giờ nghe cái giọng ở trong điện thoại thì em nghe cái giọng có đáng yêu không? Là ngọt lắm anh à. Tức là em yêu từ cái giọng nói mà. Rồi sau đó là sao nè, tình cảm phát triển nảy nở sao nè? Lúc đó em đang thất tình một cái bạn kia. Nhiều người yêu lắm. Em đang thất tình cái bạn kia, em đang buồn bã. Rồi em nghĩ rằng là lý do là tại em đi không được nên là mới có nhiều trắc trở ở với cái bạn kia. Nên là nhân dịp ông này ông gọi rồi ông tỏ tình rồi thế này thế kia là mình đang bị đau như thế này nè. Nên là mình nghĩ không, mình không có tiếp tục quen nữa. Giống như mình không có tiếp tục mà cho ai một cái cơ hội để người ta giống như quen mình nữa. Bây giờ anh thương em đúng không? Thương nói ba má qua cưới. Là em chịu. Thì anh nói chứ trời đất ơi, mới quen em có 1 tuần bị cưới gì. Vậy nói vậy là anh đâu có thương em thật. Anh vậy thôi đi, đừng gọi điện em nữa. Làm khó rồi, em lúc đó thì em như thế nào Hoàng Anh? Thì em cũng suy nghĩ dữ lắm. Xong rồi bắt đầu là thôi bây giờ cứ lên giáp mặt cái đã. Từ ở Cần Thơ em lên Sài Gòn. Thì bắt đầu là cũng hai đứa cũng nói chuyện. Lúc đó là đi về Cần Thơ là bắt đầu xin phép, nói với mẹ rồi nói với bà rồi nói với dì để mà hỗ trợ để mà mình cưới vợ. Thì lúc đó mới có 26 tuổi. Lúc đầu mẹ không chịu thì mình kể hoàn cảnh của vợ em giờ vậy đó. Thôi cái mẹ nói bà suy nghĩ nó không được, tại vì con bây giờ gì mà con lấy về mới mốt là khổ lắm. Không chịu đựng được á, rồi mình bỏ con người ta rồi các thứ thì sao. Nói chung là con phải suy nghĩ cho thật kỹ.
Thì lúc đầu mẹ không chịu thì tiếp tục tấn công cho bà ngoại rồi mấy gì đồ các thứ. Thuyết phục đó. Cũng mấy gì cũng nói vô, đốc vô, đốc vô. Rồi cuối cùng thì mẹ cũng đồng ý để đi qua mà gọi là xe mắt á. Rồi qua tới nơi thì vô nhà xong rồi bắt đầu chào hỏi đồ các thứ. Xong cái mẹ lại gần bà xã em. Thì mẹ mới ôm. Xong rồi thấy bà rớt nước mắt. Mình cũng không hiểu trong đầu mẹ, mình không hiểu là nước mắt hả? Dạ mẹ, mình không hiểu sao từ đó về sau là coi như là xong cái việc đám hỏi đó rồi là đám ra mắt đó rồi là tiến hành tới ngày đám hỏi luôn. Là chỉ về, có một tuần sau là đám hỏi là về mẹ chịu luôn. Dạ. Nhưng mà bây giờ kể là cái câu chuyện nè, sau khi nghe vợ kêu thách cưới á thì lên Sài Gòn đúng không, rồi lên Sài Gòn hai đứa nói chuyện với nhau rồi có nắm tay rồi có trao cho nhau nụ hôn gì không? Trời em kể cho chị nghe mà anh với chị hết hồn đi. Sao? Trời ơi, ông nói ông thương mình, ông yêu mình rồi. Bởi vì đang là xa mà. Ừ. Xong lên, từ sáng đến chiều, không dám nắm tay em. Rồi cũng không đụng chạm gì đến em thế nào. Thế em suy nghĩ là, chắc cái ông này không phải vậy quá. Hay là mình chưa đủ sức để mà... Chống đụng giống như mình. Thì mình nghĩ, lúc đó trong đầu em nghĩ hoang mang lắm. Vì nghĩ mình đi không được nữa. Chắc mình không giống như những cô gái khác á. Cái xong sao chiều tới chiều tối á, ông ngồi lên trên cái giường, em cũng ngồi ở đó. Thế thì măng mê sao nắm lấy được cái tay em vậy. Trời, đàn ông gì mà nắm lấy tay em mà cái tay nó cứ nói, em nói nó lạnh dã man luôn. Dùng đúng không? Em mới nói chứ sao anh nói anh thương em mà từ sáng giờ em đâu có thấy anh thể hiện gì đâu anh. Trời, nói vậy sao mà dùng hết sức lực đàn ông hay sao á. Sức hàng mồ hôi luôn mà hung đúng trên trán em con cái. Trời ơi. Hung con vậy đó. Rồi cái chiều rủ em qua nhà bạn chơi. Mà tự ảnh quen em là đó là lần đầu tiên ảnh lên Sài Gòn. Rồi cũng lần đầu tiên giống như là ảnh hỗ trợ cái việc đi đứng cho em. Trời ơi, thôi thì rủ người ta đi chơi đã, người ta khó khăn rồi, ta đi khó khăn rồi. Đi lựa chỗ nào nó thoáng và nó dễ đi. Không. Đi đâu? Đi qua tuốt ở bên chỗ đó là chỗ nào? Bình Tân. Quận Bình Tân á. Xong rồi là ẩm tuốt vô một dãy nhà trọ. Nó xa ơi là xa luôn. Mà mình đã, ổng mới bế mình lần đầu là mình còn mắc cỡ nữa chứ. Tôi nói ông này không có ý đồ gì không, mình sao vô cái chỗ gì mà nó xa. Rồi sao? Vô tới nhà trọ. Vô tới nhà trọ là gặp bạn của anh. Rồi ví dụ chơi này nọ trong nhà đó đi, không có vấn đề gì, nói chung là khó chịu hay gì cũng thoải mái. Trên đường đi về là xe hết xăng. Mà em đã nói giống như em đi đứng khó khăn mà xe hết xăng sao em xuống. Ê, chở vô trong chỗ rồi xăng. Xong rồi chị biết em phải tuột về phía trước à. Trời ơi. Em nói cái ông này chắc không xong rồi đó. Đâu phải mình trượt là xong đâu. Cả một cái 4-5 người đổ xăng người ta nhìn. Trời ơi, chị này chị cũng không chịu xuống xe nữa. Cũng ngồi luôn ở trên xe. Đổ xong xăng rồi em vẫn ngồi đó mà người ta bật cái yên xe lên. Chị thấy nó ghê chưa? Hay xong đi ra đường em tan vàng. Nói kể từ đây trong cuộc đời anh nha, đừng bao giờ chở em đi mà xe hết xăng hết trơn. Ủa em sợ đổ xăng lắm rồi. Đúng rồi chị. Em nói là đừng bao giờ nha, còn không mà mình nghỉ quen đi anh. Ủa nhưng mà ổng hiền mà. Đâu anh đi suốt trên đoạn đường về anh sợ em bỏ anh thiệt. Đúng không? Anh nói không, anh không có cố ý. Nói chung là chuyện đó anh rút kinh nghiệm suốt cả đời. Em đừng nghĩ vậy nha. Đừng giống như là anh không phải anh cố ý đâu. Là lúc đó bắt đầu can đảm chị, bắt đầu nắm tay kéo ôm về phía trước rồi. Rồi. À đúng không? Ê nhưng mà cái tình cảm của hai đứa nó trong sáng không? Nó trong sáng như trăng rằm. Chị nó trong sáng, em nói thiệt với anh chị nha, trong sáng như pha lê á. Tại vì má em như vậy nè. Tôi nói rồi nha, 4 đứa con gái, nhà có 4 đứa con gái mà bà căn dặn từ đứa một. Anh nói rồi nha, quen nhau gì quen nhau thì chỉ nắm tay bậy bạ thôi. Bà quá nó hung thì đó, bà dặn là hung tinh tráng thôi. Chứ nếu không có bầu là chết. Hoặc là nếu mà mất đời con gái là sau này lấy thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Rồi mình cũng tưởng thiệt vậy chị. Bốn chị em coi như không đứa nào biết gọi là yêu là như nào. Cho đến lúc lấy chồng là cho đến lúc lấy chồng là còn easy. Còn ông này ông giữ ghê gớm lắm. Nhưng mà ổng thì sao? Ổng còn riêng đến nỗi mà đêm tân hôn em mắc cười lắm. Có nghĩa là trong thời gian mà quen bạn này là em cũng chỉ nắm tay và hung trên trán thôi. Dạ. Có lúc nào mà em muốn vượt qua cái ngưỡng đó không? Cũng có chứ, nhưng mà mình sợ. Em hỏi chị, tám hỏi rồi là mình đã được vượt rồi chứ gì? Không. Ổng không vượt.
À em không có dự, cứ hát cái câu gì nè: em chưa thi đỗ thì chưa động phòng. À, của Lưu Bình Dương Lễ đó. Nhưng đúng mà thời điểm đó là thật sự là em đang chờ thi và đang tập luyện để thi. À, thi Paragame á. Dạ, nên là anh ảnh cũng không làm gì. Nhưng mà mỗi lần em hỏi chuyện đó với ảnh á, là anh cứ mắc cỡ mặt mà anh đỏ tía xong ảnh không trả lời em gì hết. Giờ còn mắc cỡ không? À, bây giờ hả? Mấy năm rồi hai đứa. Mấy đứa chưa? Chỉ nhưng mà nói chung là riêng về những cái chuyện đó là anh rất là hấp dẫn, mà anh tuyệt vời một cách kỳ lạ, em không biết nữa. Ồ, vậy đó hả? À, em cũng không biết chuyện nữa. Chuyện vợ chồng á hả? Dạ. Có bây giờ luôn. Bởi em mới thắc mắc, em mới hỏi bà chị em. Ừ. Bà hỏi chị, ví dụ như chị rồi ví dụ sau này thì sao? Chị nói á, ôi cứ giống như tả bài vậy mày. Em nói sao em không vậy ta, vậy em bất bình thường hả? Nhưng mà ảnh là tuyệt vời, có cái là giống như anh lúc nào cũng cho mình có cái cảm giác là mình luôn mới mẻ. À, nên là ảnh hay vậy. Chứ theo khi nếu như mà em mà bị cũ kỹ như chưa chắc là em là người tuổi thân nhiều lắm. Tại vì em cứ nghĩ là trên cơ thể em nó có khuyết điểm á. Nên là em sợ em làm vợ không có được trọn vẹn á. Nên em cứ tự nghĩ, nhưng mà ảnh nói không. Đó là ý là anh tạo cho mình một cái đúng cảm rồi. Giác thực ra là cảm giác là em là bình thường. Hai vợ chồng đã có hai bé rồi. Vậy hả? À, gái dạ. Trai đều có đủ luôn rồi. Là nó đang nhiêu tuổi rồi cơ? Dạ bé lớn em 15, học lớp 9. Là bé gái à? Dạ. Ồ trời ơi hay quá. Bé nhỏ là 8 tuổi, học lớp 3. Trời ơi con gái đầu là coi như giờ đỡ đần cho mẹ. Dạ cho nhiều. Mừng điểm ha. Rồi đó. Tại nghe nè, hôm bữa là anh có mời lên chương trình Vợ Hồng Son rồi đúng không? Dạ. Và em rất là vui đúng không? Em thích cái phần nào? Em thích cái phần kể xấu ảnh. Đó. Không, bây giờ để Hoàng Anh, đúng rồi, Hoàng Anh kể trước đi. Vợ em xấu thì tật xấu chứ không phải xấu nha, vợ em đẹp nha. Giống như là cái khuyết điểm xấu thì cũng ít chứ không nhiều. Có mỗi cái giống như hai chồng mà cả ngày làm việc mệt, giống như mình khi mình về tới nhà mình muốn nằm xuống cái mình ngủ. Cứ về tới nhà tắm xong cứ vô phòng rồi là ngủ, trước khi ngủ là phải ôm. Mà nhiều khi ôm tới sáng, bữa nào mình ôm luôn tới sáng, mình mệt quá mình ngủ mình ôm luôn tới sáng. Cái là sáng ra nói hôm nay anh tuyệt vời, giống như ôm tới sáng rồi là gì là phái hả? Phái ôm thì đã phái ôm. Mình luôn. Á nhiều khi em á thì thường thường á kế bên em có cái gói ôm thì em hay ôm cái gói ôm, hay quay qua ôm cái gói ôm mà em ngủ. Mà trong cuộc đời em ghét như cái gói ôm đó đó. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm vậy. Ngủ gác thôi. Coi nào mà gác hai chân lên cổ mình không? Có chứ, nhiều khi cũng có. Xem giọng phải không? Xem giọng phải không? Có. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm. Em khi em tập rất là mệt. Là bắt đầu tối em ngủ bằng sáng anh nói em á, em không có giết anh bằng gì mà em giết bằng cái chân của em á, em để lên cổ anh xong rồi anh nghẹt ở đây mà để xuống hoài em cứ để lên. Rồi gì nữa nè? Với thêm cái nữa là còn nữa hả? Giống như bữa nào mà vợ em mà mệt trong người là em biết nằm xuống khoảng chừng 10 phút 15 phút là ngủ, bắt đầu là tự nhiên là ra tiếng động đó. Là ngáy à, là ngáy đó. Đó là mệt. Nhưng mà thường ngày thì giống như bình thường thì không có gì hết. Nhưng mà cái khi đó mà mệt rồi là ngáy đó, ngáy nhiều khi mình ngủ không được luôn á. Không, cái đó cũng đâu phải tật xấu đâu, cái đó là cái tật của người ta rồi. Em phải kể một cái tật mà xấu á. Còn một cái xấu nhất nữa là như vậy nè. Ăn á là cho ăn cá rồi làm cự á. Khó là ăn sẵn á hả? Có nghĩa là chị ăn thịt ăn cá hả chị? À, không mà cá. Ổng là người nấu ăn. Mà bữa nào em mà ăn, đi chợ về mà em thấy mua cá là bắt đầu em quạo rồi đó. Mà mặc dù ổng nấu cực cổ hen, mồ hôi mồ kê tùm lum hen, mà vưng lên là em nhìn thấy vậy. Hôn ăn mình đánh đi. Anh biết mà không ăn cá mà anh mua. Vậy hôn chạy ra anh mua thịt nha. Nhưng mà suốt ngày đó em cầu nhau luôn. Là giận hơn. Cái đó thật xấu đó, cái đó thật xấu đó. Bây giờ có điệu không? Có điệu không? Không điệu em không có chở đi. Là sao? Tức là vợ em có cái giống như là muốn đi đâu với em là em phải trang điểm đồ các thứ sạch sẽ đẹp đẽ em mới chở đi. Còn đấy, mà để mặt mộc là em không bao giờ em chở. Nhưng mà mặt mộc thì đẹp lắm nha. Chứ không phải xấu. Nhưng mà em không thích. Có nghĩa là vậy. Là nhưng, tật xấu của chồng. Tật xấu của em. Đó là tật xấu của em đó. Em tự em khai ra trước rồi. Nhưng đó. Mà nè, riêng Lý thì Lý có thích trang điểm không? Dạ thích lắm. Từ nhỏ em đã ham như vậy rồi. Tới chừng lấy anh rồi, uống là cái điều thỏa mãn nhất trong cuộc đời em là anh chở em tới ngay chỗ cái gian hàng đó, xong rồi anh ấy bế em vô trong đó cho em lựa thoải mái mà chị có tin không? Đã. Sướng thiệt luôn. Nhưng mà hai người này lại đồng điệu cái đó. Ông này thì thích vợ trang điểm mà vợ thì lại quá thích trang điểm. Quá thích trang điểm. Thì đó. Đó là khỏe luôn. Em là cái mở mắt ra là cái việc đầu tiên của em, đánh răng xúc miệng xong là em leo lên bàn đó bắt đầu làm.
mà được có cái đủ kiên nhẫn ghê gớm lắm. Đợi em làm bất cứ thời gian bao lâu không cần biết, đợi là ngồi đợi. Thôi bây giờ tới em nè, bây giờ tật xấu của anh nè. Không, mà nói thật sự trong cuộc đời em nha, anh không có tật xấu, nhưng mà cái giống như cái mong muốn thôi, là anh ấy nói nhiều hơn một chút thôi là được. Ở nhà là em nói luôn thai phần ba cha con luôn á. Tật xấu là ít nói nè, cho nên cái mong muốn của Lý là mong em nói nhiều lên xíu. Dạ đúng rồi, bộc lộ cảm xúc nhiều hơn đúng không? Như là ảnh mà anh thương em, hay là ngày đó ví dụ anh muốn thể hiện tình cảm yêu thương em, ảnh đi ngang cái vậy đó là xong. Thay vì nói ờ vợ hôm nay em đẹp, hay là vợ hôm nay thấy thương quá gì không, vậy là không có lãng mạn đúng không? À rồi ví dụ như tối mà có muốn có nhéo không vậy? Không, tôi muốn cái mang mê cái vú, cái hung tóc đồ làm búa chua vậy đó. Là biết là anh muốn thôi, chứ anh không bao giờ nói là anh muốn à. Không, cái đó là em nói á. Lâu lâu mà ví dụ nhiều khi công việc nhiều quá, với lại hay là căng thẳng cái gì á, riêng em với ảnh mà nếu mà bị áp lực công việc mà căng thẳng á, là chuyện đó không bao giờ làm được. Nhưng mà lâu quá em nói anh ơi em móc rồi đó. Rồi bây giờ em mong muốn ảnh thay đổi là chỉ duy nhất là nói nhiều hơn thôi. Chút xíu. Rồi còn Hoàng Anh thì sao? Muốn Lý thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ của em cũng hay càm ràm lắm. Giống như là càm ràm xong rồi thôi chứ không có gì. Nhưng mà em cũng giống như là hổng hợp rồi, đúng không? Em dẹp qua quan bên. Không nói tới nữa. Không nói tới nữa, em bỏ luôn. Đó là vậy. Mong mà vợ em vậy thôi. Tức là không có nên càm ràm một việc mà càm ràm đi càm ràm lại. Dạ đúng rồi. Không? Nói xong rồi dứt dạc đi. Mà em chịu khó lắm chị. Em chịu khó dẫn chuyện. Ảnh mà tái phạm một cái việc na ná cái chuyện cũ đó ha, là em sẽ lấy cái đó ra em áp dụng với cái này. Đó giờ anh mong muốn vậy đó, em nhắm em bỏ được không? Em bớt đi. Em bớt đi cho đỡ áp lực, chị nói nghe nè. Khi mà em bớt cái càm ràm đó đi đúng không? Thì là ông sẽ bớt áp lực nhiều. Em cũng bớt áp lực nhiều. Cái tối cái hai chồng khỏi bị móc. Chính xác là cái đó đúng, đúng nó đó. Mới hoài luôn. Mới. Thật ra như này nè, anh cũng mong muốn rằng là Hoàng Anh sau chương trình này về sẽ hiểu vợ nhiều hơn. Và thậm chí là mình đã lãng mạn trong cái cách mình thể hiện rồi đó, nhưng mà anh vẫn mong em có nghĩa là nói nhiều hơn nè, bày tỏ nhiều hơn với cô gái này, tại cô gái này rất thích cái điều đó nghe. Ví dụ như thay vì em vậy nè, nhéo cái con mắm này bữa nay dễ thương đó. Con mắm đâu là dính liền á anh, con Lý điệu này nè. Đó, bữa nay chăn mắm đi, bữa nay chăn mắm đó. Đó nghe. Rồi cảm ơn Lý và Hoàng Anh đã đến.